Lần trước thì cả hai đội tuyển gặp nhau tại khuôn khổ ESL Pro League Season 18 thì cũng là Nobis và cũng là Inferno. Lần đó thì tỷ số là 2-0 dành cho G2 Esports. Trong ngày thi đấu hôm nay khi mà được thi đấu ở đất nước chủ nhà thì để xem là Lin Vision liệu có một cái phong độ gì đó là tốt hơn hay không. Sẽ là tiếng mid 2A thôi. Hai play bên phía của Lin Vision đang lùi về cột và đang cố gắng giữ lại khu vực A main. Bắt đầu có flash được trả, A-Main cũng đang dạt vào đấu súng xảy ra, đó là double kill tới được Jack. Triple kill và quadra kill dành cho Jack. Bây giờ thì Hunter dạt ra, không có A. Hunter có hai mạng nhưng sau đó thì cũng nằm lại bởi Westmelon. Và Lin Vision đang chia đội hình của mình ra là 2-1-2, 2B, 1 mid và 2A. Bắt đầu bò để tiếp cận khu vực Beacon, nhưng Starry dạt ra và thấy rất đông người tới từ Starry và ngay lập tức là Starry nằm. Westmelon ở đây đổi được 3 với khẩu pha mát. Không có cái mạng thứ tư khi Hunter đã lên tiếng. Hai súng to đã rơi nhưng quan trọng là trong khu vực bom site B thì bên phía Lin Vision cũng đã rotate về với hai người rồi. Và như vậy để G2 Esports tiếp cận được khu vực bom site B thì cũng không phải là dễ dàng gì, nhưng họ đang về A. Nico đã tiếp cận được gần khu vực bom site A rồi. Qua được khu vực bom site đặt C4 và nó sẽ đặt C4 thành công trong một round thi đấu Eco. Bây giờ thì Nico khả năng rất cao là sẽ phải đi mà thôi. Hunter đã tới để cứu. Nhưng hai người thì chỉ có một người có súng, một người có súng đã nằm. Thì lời đáp trả nó đã có dành cho bên phía của Lin Vision là 2-0. Nhưng trong một round thi đấu Eco, bên phía G2 Esports hạ được quả C4. Thì tôi nghĩ đó là một round thi đấu Eco chấp nhận được. Rồi. Họ tạm thời bị kẹt lại tại khu vực mid. Và sẽ là một tình huống đánh vào camera. A-Main cũng đã bắt đầu ném đồ. Nico ăn một quả nết phải nói là cực kỳ đau tới từ bên phía của Lin Vision. Góc này Emilia chỉ có một, trong khu vực bom sai thì ra không đổi được ai. Gì đã về tới nơi. Một đưa trở về là 3v3. Nhưng nên nhớ là Lin Vision họ còn rất nhiều bom để có thể retake trong tình huống này. Quan trọng là G2 Esports góc đứng của họ sẽ là ra sao mà thôi. Smoke lại khu vực camera đã có, nhưng bên phía Lin Vision họ còn nết, họ còn flash. Hai người đi tại CT. Gì đổi được tên cái mạng tiếp theo và ngay sau đó Nexa cũng đã đi. Một mình Monesi còn lại mà thôi. Một vết ba tới từ Monesi, đổi được một, đổi được hai. Và liệu rằng có cái mạng thứ ba hay không đây? Đã biết được vị trí của Starry, Monesi đang cố gắng vòng quanh Sô-cô-la. Starry có kit, Starry đang chờ và đó là Monesi. Một vết ba thành công. Theo thời gian các thành viên bên phía của Lin Vision đang bách về khu vực bom site B rất đông người. Cả Emilia, cả vị trí của Jack và thậm chí là cả G nữa. Về full 5A tới từ Lin Vision. Và giờ thì sẽ là những tiếng đấu súng với nhau. Platform có người Westmelon vẫn đang cố gắng nhá ở phía trong khu vực bom sai. Rất khó chịu tới được Westmelon. Emila nằm lại, Monesi bắt thành công đi với Westmelon. Tiếp tục là tiếng headshot dành cho Hussi. Ở đây G đổi một, nhưng sau đó thì cũng nằm luôn xuống trước họng súng của Hunter rồi. Starry với DE giáp 2 sẽ di chuyển ngược về khu vực bom xe để có thể giữ lại cho mình một chút lượng trang bị cho round thi đấu tiếp theo mà thôi. Thất bại tại round thi đấu này thì chắc chắn là bên phía của Lin Vision sẽ phải eco round sau. Thôi thì bắn DE giáp 2 vẫn đỡ hơn là bắn USP cửa trần. Sẽ cố gắng bắt bớ tới từ vị trí của Starry để xem có lút được khẩu AK nào hay không. Con mồi đầu tiên đang mang tên Uxy, lượng máu là cực kỳ thấp. 3 máu còn lại. Starry lộ vị trí mất rồi. Không kịp bóp cò, ta mình hơi đen và như vậy là không bắt được bất kỳ ai tới từ Starry. Hơi khó để các thành viên bên phía Lin Vision có thể nghĩ về điểm chiến thắng tại round thi đấu này rồi. Bây giờ thì sẽ cố gắng đi chung với nhau để bắt súng mà thôi. Nhưng Nico đây rồi. Nico ơi, đây là cơ hội để farm máy. 1, 2, không có cái mạng thứ ba dành cho vị trí của Nico. Tơn sấy nó là hay đấy, nhưng cũng là chưa đủ. Và các thành viên còn lại bên phía của G2 Esports sẽ ra để hốt mạng mà thôi. Phải. Nico đang ép gần. Combo bomb mid đã được trả tới từ G2 Esports. Người đang giữ lại mid là Westmelon. Một cái góc bắn một hướng nhưng Emilia cái gì kia. Đứng trên lửa mất nửa bình nhưng còn đó là Westmelon ở đây. Nhưng bắn là không tốt. Double kill được đem về dành cho Nico. Quyết định giạt luôn qua lửa. Và đó là một quyết định sai lầm tới vị trí của Nico rồi. Hơi vội quá nhưng bây giờ thì Nexa cũng đã bị hạ gục. Uxy rất bình tĩnh để có thể đổi mạng cho người đồng đội của mình. Quan trọng Uxy đang là người cầm bom. Và anh ta đang đứng một mình. Monesi sẽ cố gắng kê lại khu vực bóng xa. Nhưng theo timing thì Jack lại là người không thành công. Và gì liệu rằng đã lộ thì cũng bật tâm khó của mình ấy chưa đây. Chưa lộ nhưng bây giờ bắt được Hunter thì là lộ rồi. 20 giây còn lại.
20 giây còn lại, Mon FC cần phải tới để cứu Huxi. Huxi không được chết. Huxi chết mất rồi. Và Di liệu rằng có thể có lời đáp trả 1v3 giống như Mon FC lúc nãy hay không? Smoke được trả, bắt buộc phải là đi qua tới từ Mon FC. Nhưng đi qua như thế nào? Đi qua là thành công. Lại là Mon FC. Khi tình huống no scope cuối cùng thì nó lại là chỉ bắn yếu Mon FC mà thôi. 4-2 thì cho Di Chủ rồi. Và những tình huống giạt đơn điệu như vậy thì chắc chắn không thể nào vượt qua được Mon FC, người đang cực kỳ vào tay thời điểm bây giờ. Một góc đứng giữa đường và Giác không vượt qua được Nexa. Rào thi đấu hấp bài dành cho bên phía của Lin Vision và họ đã mất đi hai người. Khó khăn chồng chất khó khăn, mưa bom bão đạn được dội vào trong khu vực bom xe, một biển lửa đã được trả. Và bom xe clear thì chắc chắn sẽ điểm chiến thắng thứ 5 dành cho bên phía của Di Chủ Esports mà thôi. Một pha set bài rất kỹ càng tới từ Di Chủ. Bây giờ thì Huxi lên highway và sẽ có thể được bắn sau lưng ở tiếng xử lý này. Rất chính xác tới Huxi, biết luôn hai người còn lại ở đâu rồi. Và thêm những thành viên bên phía của Di Chủ Esports đang tới để có thể hỗ trợ dành cho GigaChat. Emilia thì quay ra mid nhưng không thể thoát được khi mà đó là sự chắc chắn của Hunter. G lộ ra, G đang muốn solo em, không có bất cứ một sai lầm nào tới từ Mon FC cả. Nào, G này liệu có phải là Master G hay không đây? Phía dưới có người và đó là tình huống flick tốt tới từ vị trí của G. Khu vực B-Main đã hoàn toàn clear dành cho các thành viên bên phía của Lin Vision. Ý đồ bắn 3B thời điểm đầu đã phát huy hiệu quả. Và đây là một round thi đấu mà đại diện tới từ khu vực Trung Quốc, có cái setup là hai ngắm, một ngắm ở A và một ngắm ở B. Mất người ở B và ngay lập tức Di Chủ Esports điều quân ngược trở về khu vực bom xe A. Nhưng bom A vẫn còn tới hai người của Lin Vision và rõ ràng không dễ để có thể tiếp cận luôn khi tại khu vực mid Westmelon đứng rất gần camera rồi. Quan trọng là bên phía của Lin Vision họ vẫn còn quá nhiều những quả bom để có thể defend được. Lửa, smoke. Và đây là một góc kê trực diện tới từ Jack, nếu như bắn trượt thì sẽ có lửa được trả ngay tới từ Emilia. Một cái góc setup đang là đẹp tới từ Lin Vision. Bây giờ đã bắt đầu pop flash vào rồi. Lửa ngay lập tức được trả tới Emilia. Và quả flash vô hiệu hóa thành công đi Jack. Đi qua lửa nhưng không được. Tiếp tục là double kill tới từ Jack. Không có triple kill, Mon FC được xích kích hoạt. Nhưng viên ốp thứ hai thì đáng tiếc đã trượt tới từ Mon FC. Đối phương đang về. Amen cũng có người móc. Double kill tới từ Mon FC rồi. Và đừng đùa với Mon FC. 10 giây còn lại và chỉ còn một viên ốp trong băng đạn thôi. Vẫn là cái mạng thứ ba nhưng bây giờ không còn thời gian để tay đạn nữa rồi. Bắt buộc phải đặt C4 nhưng đối phương đã móc đằng sau. Lại là một step muốn đẩy tại khu vực B-Main. Flash được pop ra, Hunter đổi kịp một trước khi phải nằm xuống. Nhưng quan trọng là B-Main đã hoàn toàn clear dành cho bên phía của Lin Vision. Và Di Chủ Esports liệu rằng họ có điều thêm người về để kiểm soát lại khu vực B-Main hay không đây. Một quả smoke nữa đã được nhồi tại khu vực nước. Huxi đang là người cầm C4. Bom A đang muốn đẩy. Đang là tiếng stack đẩy tới từ Emilia cùng với Jack. Và tiếng đẩy này sẽ đem về khá lượng thông tin dành cho Lin Vision. Không có ai kê của vực Amen ở thời điểm này cả và đi qua smoke. Starry hơi tham, nằm xuống rồi nhưng đó là double kill được đổi về tới từ Jack. Huxi đang cố gắng solo em nhưng cũng chỉ là một mạng trước khi về nằm mà thôi. Không nữa. Bắt đầu pop flat, bắt đầu ném smoke để có thể tiếp cận khu vực bom sai. Heaven có hai người. Và các thành viên bên phía Lin Vision sẽ bắn theo cái phong cách đó là chơi retake nhưng đi qua smoke là không thành công. Double kill dành cho vị trí của Nexa. Phía bên này, Hunter đi qua smoke để hạ gục được Emilia. Giúp cho bên phía của Di Chủ Esports 4v2 thời điểm bây giờ rồi. Áp lực một lần nữa tới từ Lin Vision nhưng đây là Rush A. Hai người bom xe là Emilia của Jack thì không có những quả bom cần thiết để có thể phòng thủ được ở khu vực bom xài này. Bắt đầu có đống súng sổ ra. Một mạng cho Emilia nhưng phía sau quả smoke còn đó là Jack. Có ai đoán ra hay không đây? Không ai đoán ra và Jack lại có hai mạng rồi. Hunter cũng bắn lỗi và đó là triple kill với chỉ 20 viên M4 tới từ Jack mà thôi. Thay đổi nhịp độ của round thi đấu vừa rồi và đó là một quyết định sai lầm. Quadra kill cho Jack. Và các thành viên bên phía Di Chủ Esports họ sẽ là mid 2B. Nhưng góc này là góc quá đẹp dành cho Westmelon và anh ta chỉ có một mà thôi. Mon FC đổi cực kỳ nhanh nhưng tại khu vực City thì còn một người nữa. Có dám vào B từ bên phía của Di Chủ hay không? Quả C4 tại khu vực Beacon thì quả C4 này nó cần phải là đi B ư? Đi B hay đi A đây? 25 giây còn lại, các thành viên bên phía của Di Chủ vẫn đang lưỡng lự và chỉ còn một mình Mon FC tại khu vực mid thì đã bị hạ gục mất rồi. Ý đồ đi A đã lộ. Di đang cố gắng rotate ngược trở về khu vực Heaven.
cái khoảng trống mà Monesi tạo ra nó là đủ để G2 Esports có thể hạ cái quả C4 này xuống thành công. Nhưng nên nhớ là Nexa không có súng, chỉ là một khẩu Tech9 mà thôi. Huxi sẽ phải là người làm tốt trong tình huống 2v3 này. Round thi đấu cuối cùng chắc chắn Lin Vision sẽ retake. Nhưng mà góc này thì giỏi lắm, là Huxi đổi được một. Sợ không đổi được ai mất. Hai quả nết được nhồi vào và Huxi ăn trọn đam. Góc này thì với Tech9 Nexa có thể làm được, nhưng bắn lại là lỗi ở turn đầu tiên. Cố gắng bách về để có thể buy time. Đối phương đang giạt ra của Gaven, vẫn cần phải có cứu. Huxi có một rồi. Bao đi được nửa bình của G nữa, nhưng đây là một góc cây ốp trước. Trời ơi, Huxi bắn tốt hơn ở tiếng trước đó thì đã là hai mạng, và khi đó thì cơ hội sẽ là rất nhiều dành cho G2. Và sẽ có đùa Barreta được tin tưởng giao cho Monesi. Cùng với đó là một trái smoke, tuy nhiên thì đang không có kit. Còn bên phía của Limvision thì họ đang muốn vào mid nhưng mà không ạ. Vâng, chuyển hướng rồi, và Huxi thì cũng đặt tầm tốt, headshot thành công đi Emilia. B-main đã được đẩy, vẫn là những tiếng đấu súng tới đối với Huxi. Ba mid đang vào, trong đó có quả C4, và G2 Esports thì bắt bài 3A. Góc này Nico một mạng, không thể có được double kill. Nhìn thấy trái C4 rồi, đối phương đang vào, và đó là quả C4. Tiếng headshot thành công tới từ Nexa, tiếp tục tổ chức vây bắt, và đó là điểm mà cũng được đem về dành cho Hunter. Giờ thì chỉ còn Jack mà thôi. 1v4, C4 đang rơi, khá khó khăn dành cho Jack. Player đang có phong độ cao nhất với 16 frag có được. Đây, cái Glock này dị không? Glock Lego này. Nếu như không nhầm thì đây là cửa Glock mới trong hòm tại set 2 thì phải, anh Cường ạ. Đẹp thì đẹp thật đấy. Nico không tò mò. Có lẽ là lần thứ hai khi mà đối đầu với Lin Vision rồi, nên Nico biết rằng là đội tuyển Trung Quốc này cũng là một đội tuyển rất nguy hiểm. Hunter đẩy B-main cũng chỉ là một mạng thì phải nắm lại mà thôi. Những xử lý VSMG là không quá tốt tới từ Hunter. Nico đang muốn đẩy tiếp. Bom xe A đang giữ nguyên, bom xe B cũng đang là những nhịp nhá ở khu vực cửa B tới từ Huxi để có thể lấy thông tin. Có lẽ là vẫn sẽ có ra thằng thứ 8 thôi. Nhưng chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là G2 Esports họ mất mấy súng? Nico có lẽ sẽ là vị trí mà thành viên bên phía Lin Vision bắt đầu quay, và đúng là như vậy. Đi tới từ Nico rồi, một tiếng bắn rất ghê tới từ vị trí West Melon. Một khe sẽ hẹp thôi, nhưng hẹp nó là đủ để viên đạn DE có thể đi ngang qua. Và như vậy round thi đấu mà đối phương Nico thì Nico chỉ có một mà thôi. 3v3. Lin Vision bây giờ sẽ chờ đợi vị trí của West Melon có thể bắt thêm người, nhưng Smoke đã ngay lập tức được trả. Thảm bình là cực kỳ hay, hỏng rồi. Lộ hết cả bánh kẹo này rồi, thì bây giờ đánh phải là một tiếng nhảy qua Smoke thôi. Monesi hứng được 3 luôn. Sau đó với lợi thế ở T-side tại map thì đó là Lin Vision gần như là cũng đã chiếm lại được hết những cái góc đứng quan trọng. Và họ đang di chuyển hướng về B. Một cái bom side có 3 người bên phía của G2 Esports. Tuy nhiên thì họ cũng không còn nhiều bom nữa và gần như là sẽ phải đấu skill. Huxi và Hunter bắn kẹp phục bị con. Ủa, nhưng Hunter nằm rồi, nhá quá ảo tới được vị trí của Jack. Huxi cũng bắn lỗi và hai bị con chết chay. Bây giờ thì lại là Monesi rồi. Người em út trong đội hình của G2 Esports đang rất khổ. Cố gắng đi chuyển ra và có những nhịp spam nhưng mà không được đâu. Tôi nghĩ tình huống này thì có thể là xếp súng luôn đi cũng đi được. Qua luôn. Đi qua luôn tới từ Monesi, và nó là một, nó là hai. Rút luôn cả đua Barreta ra bởi vì khẩu đấy còn nhiều đạn hơn cả M4. Nexa đã gỡ được một mạng dành cho vị trí của G rồi. Và Monesi có kit. Một quả flash liệu có thể hoàn toàn thay đổi được cục diện của round thi đấu này. Ừ, Monesi đã phát hiện ra người tiếp theo, và đó là một mình Emilia còn sót lại thôi. Và Nexa ngay lập tức kết thúc đi tình huống này. 3v4 tới từ bên phía của G2 Esports. Nhưng Monesi đổi được 3. 3v5. Bây luôn giờ thì biết ta... cách làm chúng ta bất ngờ. Lần này Monesi được thân chuyển công tác ra mid, nhưng hơi đáng tiếc khi mà viên ốp vừa rồi thì lại không thành công. Đối phương đang giạt, giạt rất nhanh. Starry nửa binh còn lại có ai đục đẽo để hỗ trợ hay không? Ba người của Jiju đang tới. Một đổi một, một đổi hai. Khi mà Nico headshot thành công thì Jack vẫn là một góc đặt tầm đẹp. Đó là double kill và đó là triple kill dành cho Nico. Còn lại Emilia ở trên khu vực highway. Nên nhớ đây là một key round, khi mà lượng tài chính của cả Lin Vision và của cả G2 Esports đều đã được tiêu sạch hoàn toàn để up lên cho mình những khẩu súng rồi. G2 có cho mình ra thằng thứ 10. Lin Vision thì lợi thế hơn một chút khi mà họ đang có cái loss bonus đâu đó khoảng tầm 3.
Sau khi round thi đấu này thua thì sẽ là mắc 3K4 được cộng vào tài khoản ở trong mỗi round thi đấu. Monexi vừa rồi đã nằm nhưng không sao cả, C4 vẫn đang rơi. Và vẫn đang còn tới 3 thành viên nữa của G2 Esports. Thời điểm bây giờ thì tôi nghĩ là các thành viên bên phía của G2 nên tính tới việc là không nên để mất súng nữa. Vì cái lượng kinh tế tích lũy của họ là hoàn toàn không có nhiều. Monexi đã rời khẩu ọp. Bây giờ thì Emilia sẽ cố gắng để bắt súng bên phía của G2 thôi. Chứ tôi nghĩ thời điểm bây giờ thì quá khó để nghĩ về điểm chiến thắng rồi. 30 giây còn lại xử lý bom đã rơi rất xấu. G2 Sport thì 3 người đứng cực kỳ gần nhau để có những tình huống đổi mạng kịp thời. Và thậm chí họ còn trả ra cả những quả bom nữa. Họ muốn buy time. Bây giờ 17 giây, 15 giây bắt đầu giạt và vẫn là tiếng headshot tới từ Emilia. Và sẽ chờ đợi bên phía của Living tiếp cận khu bom xa nhưng Nico muốn cường. Một tình huống cường hơi khó hiểu tới từ vị trí của Nico nhưng thôi thì cũng đã đổi được một. Hunter lên tiếng với các bạn tiếp theo nhưng Huxi đã nằm. Tình huống được trở về là 2v2 nhưng Monexi về tới nơi thì nó đang là lợi thế cho các thành viên bên phía của G2 Esports. Một mình Westmelon mà thôi, không thể nào vượt qua Nexa khi đi có quả Smoke City này. Và điện. Bây giờ Green Pop Flash đẩy qua luôn để có thể chiếm ở Beacon. Lối chơi vẫn đang là vô cùng hổ báo dành cho Lin Vision. Thêm một flash nữa để kiểm soát đi khu A-Main. Nhìn chung thì những cái vị trí key như là Beacon, như là A-Main thì cũng đã đều được chiếm rồi. Nhưng mid thì chưa. Những quả lửa tới từ G2 Esports đang khiến cho nhịp tấn công của Lin Vision ở tại khu vực trục mid này bắt buộc phải chậm lại. Và cũng đang là một setup bắn kẹp 2 mid, flash được pop, Nico đã clear gần. Tiếp tục có đấu súng xảy ra và lần này Nico là người hạ gục đi được Starry. Thêm một lợi thế về mặt nhân sự dành cho G2 Esports. Hunter sẽ là người cường tại khu vực Beacon. Nhưng Hunter thì đang phải nhìn hai hướng cùng một lúc. Còn nguyên 5 người nhưng bên phía của G2 Esports đang để cho vị trí của Hunter là người solo B. Và Hunter đã phải lùi sâu về khu vực City rồi. Một quyết định bắt bài ở A không chính xác tới từ bên phía của G2. Và khả năng cao thì họ sẽ phải chơi retake tại round thi đấu này. Hunter nên là sống. Nên là giữ thôi Hunter ơi. Khi mà Nico đã nằm. Đi qua smoke là không thành công, tôi đã nói mà. Một quyết định hơi khó hiểu tới từ Hunter. Và bây giờ thì Huxi cũng đi. Monexi về gỡ được một. Nhưng Monexi cũng đã bị smoke và Nexa cần phải lên tiếng. Nexa đang cố gắng tìm người đặt bom. Nexa đổi được một. Nhưng bom đã được đặt thành công, double kill dành cho Nexa, không có cái mạng thứ ba. G2 Sport họ muốn đi qua luôn rồi, một phát được trả. Và đó là tiếng hỗ trợ thành công tới từ Westmelon. Teamwork cũng là tốt tới từ bên phía của Lin Vision. Bây giờ Nexa cũng đẩy ở khu vực Big Main cùng với người đồng đội của mình. Solo em Westmelon bị đinh. Nhưng không được rồi. Mà Nexa đã nằm xuống. Hunter đây đổi cho mình một với khẩu P250 trên tay. Thu hồi về được cho mình một khẩu Gali. Nhưng đổi lại thì Lin Vision có thông tin và họ sẽ mang quả C4 về B. Có lẽ là Hunter nên giữ lại khẩu Gali này để có thể giảm một chút áp lực về mặt tài chính cho G2 Esports cho round thi đấu tiếp theo vậy. Khi mà Huxi chỉ đang có khoảng 1k5 tiền mà thôi. Sẽ đầy đủ bom mìn hơn dành cho Huxi. Round thắng thì chắc chắn rồi, sẽ là 8. Hunter sẽ cố gắng giữ lại khẩu Gali này. Đằng nào thì round thi đấu sau người yếu tiền sẽ là vị trí Huxi. Cá nhân em đánh giá thì Huxi bắn mấy khẩu kiểu MP9 này hiệu quả phết ấy Cường ạ. Đúng vậy. Kinh nghiệm SMG. Vua mà. Vua SMG. Và để xem với việc giữ lại được một khẩu Gali này thì là thi đấu sau Huxi có bắn Gali hay không hay là sẽ bắn một khẩu MP9. Huxi sẽ là người bắn Gali nhưng rất a. Quả lửa nó được trả ra, có smoke dập. Và ngay lập tức các thành viên của bên phía G2 Esports có thông tin về điều này, nét được trả và đó là Nexa đổi kịp một. Monexi múa cột thành công trong khu bom sai không đây. Phía bên kia trả lửa và Monexi bắt buộc phải di chuyển. Sau làn khói thì các thành viên bên phía của Lin Vision đang cố gắng tìm kiếm Monexi. Nhưng Monexi vẫn còn đứng vững. 4v3, G2 Esports đã về rất đông người, mưa bom báo đạn được trả và Westman không thở được. Trời ơi Monexi kìa. Tức con số 600k nó vẫn là một con số hơi ít. Đúng vậy. Bây giờ thì đang cố gắng chiếm map tới từ Lin Vision. Áp lực ở tại khu vực mid cũng đang được tạo ra. Nhưng những trái lửa rất đúng timing và Starry đi qua mất luôn mình nửa bình rồi. Lại là tiếng đối đầu giữa Nico và Starry.
Phần lớn ở trong trận thi đấu này thì Nico luôn là người chiến thắng và lần này cũng như vậy. Starry bị headshot và Nico đang muốn repick cũng như là tìm kiếm lượng thông tin ở khu vực mid, nhưng mà tham quá rồi Nico ơi. Làm gì có thông tin đâu mà lại đi ngang qua như vậy. Và áp lực vào khu bom xe rồi. Lại là một thử thách dành cho Monesi. Có thêm sự hỗ trợ tới từ Nexa nữa. Nhưng chưa vội vào. 25 giây và bắt buộc phải chọn một cái địa điểm nào đó thôi. Westmelon hạ gục thành công với chiếc của Oxy và quyết định là back VB. Hunter. Một mình Hunter. Một mình Hunter trong khu bom sai. Một VS3 đổi được cái mạng đầu tiên dành cho Hunter rồi. Đang cố gắng vòng quanh sô-cô-la. Double kill là có vòng sủi kịp hay không đây? Không sủi kịp nhưng làm hai là rất nỗ lực tới từ vị trí của anh thợ săn. Monesi và Nexa là hai người còn sót lại. Monesi bắn cứ giạt là mặt như thế này. Thì liệu rằng một mình Westmelon có thể làm được gì hay không? 19 máu còn lại tới từ Monesi. Và Westmelon sẽ là người có lợi thế hơn trong tình huống này, nhưng Monesi chưa vội. Nexa đang di chuyển chung và nó là double pick quá kinh nghiệm tới từ bên phía của G2 Esports. Để đem về điểm chiến thắng thứ 13 dành cho các thành viên bên phía của G2 để có được map thi đấu đầu tiên. Anubis.